tưởng tượng một ngày mở mắt ra và bạn đã được tin rằng một phần lớn trong khối tài sản của bạn thân đột nhiên bốc hơi. Một món đầu tư những tưởng là béo bở, bỗng nhìn rốt giá. Còn chưa tới một phần mười hay thậm chí là một phần một trăm, một nghìn mức giá mà bạn đã trả cho nó. Nếu là bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tưởng tượng thôi đã rất kinh khủng rồi. Đây là cơn ác mộng của tất cả các nhà đầu tư. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nếu như bạn sử dụng quỹ nghỉ hưu hai tiền để dành tuyệt đời của bản thân vào đó đây là điều sẽ xảy ra nếu như bạn tham gia vào bong bóng kinh tế và không may bong bóng vỡ. Có thể bạn đang nghĩ rằng, những chuyện kinh khủng như thế chỉ xảy ra khi bạn tham gia trực tiếp vào bong bóng, và hiện tại bạn đang không tham gia vào bong bóng nào cả. Vậy là bạn an toàn. Nhưng mà chưa chắc đâu nhé. Với những bong bóng kinh tế lớn, kể cả không tham gia trực tiếp, bạn cũng có thể bị ảnh hưởng thụ động. Chúng ta có thể lấy bong bóng nhà đất Mỹ năm 2001 làm ví dụ. Theo số bong bóng này là gì? suy thoái kinh tế Mỹ, suy thoái kinh tế toàn cầu, mất việc, suy giảm thu nhập và rất nhiều tác động tiêu cực khác đến kinh tế và xã hội. Còn đối với những bong bóng quy mô nhỏ, có thể là bạn còn không nhận ra rằng nó là bong bóng mới chứ. Bạn có thể đang tham gia vào bong bóng kinh tế nhỏ, hoặc những hiện tượng mang đặc điểm của bong bóng kinh tế có thể đang tác động tới bạn mà bạn không hề hay biết. Tác hại của việc này có thể không đáng kể, và ban đầu bạn không để tâm mấy, nhưng nếu cộng dồn lại, có lẽ số tiền của bạn làm mất thì cũng đáng kể đấy. Trong podcast ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về bong bóng kinh tế, cơ chế của bong bóng kinh tế và xem xem hiệu rằng chúng ta có thể rút ra được những bài học gì cho bản thân. Mình là Minh Châu và đồng hành cùng với mình là Phương Trà. Chào mừng các bạn đến với Radio Toàn Cầu Hóa, chủ đề bong bóng kinh tế. Để mà nói về bong bóng thì có lẽ bong bóng kinh tế được nhiều người biết đến nhất và cơ chế cũng khá là đơn giản để có thể lấy làm ví dụ là một bong bóng thai sản xảy ra từ thế kỷ 17 tại Hà Lan. Đây cũng là sự kiện mà phần lớn những nhà nghiên cứu hiện đại còn là cực kỳ điên rồ. Có phải bong bóng hoa Philip ở Hà Lan không? Đúng rồi, chính là nó đấy. Cậu có nhớ chi tiết không? Tôi nhớ là có mấy chuyện khá là thú vị so với bong bóng hoa tuyết này. Theo những lượng gì tôi biết, thì bong bóng hoa Philip diễn ra vào thế kỷ 17 tại Hà Lan. Khi nó đất nước Hà Lan đang ở thời kỳ đỉnh cao kinh tế, hoa tulip là một loại hoa ngoại nhập và được coi là biểu tượng cho sự giàu có có giống hoa tulip sọc trắng đỏ trị giá tới cả một căn nhà cơ. Một hoa tulip bình thường thì không đáng giá tới như vậy. Tuy nhiên khi nó bị nhiễm một loại virus khiến cho nó có những hoa văn sọc và trở nên hiếm có thì giá trị của nó được đẩy lên cực kỳ cao. Tình trạng đầu cơ trục lợi đã đẩy giá của một hoa tulip cao lên khủng khiếp. Một số lượng lớn dân số Hà Lan vào kỳ bấy giờ đã tham gia vào cuộc buôn bán hoa tulip và bỏ bê các ngành công nghiệp bình thường. Giao dịch hoa tulip không chính thống nhiều đến mức sở giao dịch chứng khoán Amsterdam lúc bấy giờ và niêm yết chính thức hợp đồng hàng hóa hoa tulip lên các chi nhánh tại các thành phố lớn. Có thể nói là người người nhà nhà đi đầu tư vào hoa tulip ấy nhỉ? Ừ, và bằng cách nào đấy, có vẻ như tất cả mọi người đều tin rằng giá hoa tulip sẽ cứ thế tiếp tục tăng và cơn sốt hoa tulip sẽ kéo dài mãi mãi. Mọi người bán đi nhà cửa đất đai để đầu tư vào hoa tulip, nhưng trái với kỳ vọng của họ, khi tới đỉnh điểm, mừng bóng hoa tulip vỡ. Bởi vì đột nhiên có một vài người nhận ra rằng khi họ không bán được hoa tulip, thì nó không thể nào dùng được cho việc khác và các thương nhân không thể nào tìm được người sẵn sàng trả cái giá cao ngất ngưởng cho bao tuyên lít nữa giá hoa xuống dốc thê thảm mọi người trở nên hoảng loạn bắn tống bắn tháo để thu hồi vốn hàng loạt các nhà buôn tulip đồng loạt phá sản mọi thứ hỗn loạn tới mức mọi người bắt đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ phía chính quyền nhưng mà khi tình hình đã đến mức độ này rồi thì việc tìm ra phương pháp cứu chữa vãn hồi cho sự lao dốc của giá hoa tulip là hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chính phủ Hà Lan. trong cuốn sách được coi là kinh thánh về bong bóng kinh tế, cuốn hỏng loạn, hỗn loạn và cuồng loạn được xuất bản năm 2005, nhà sử học Charles Kinderberger đã kế thừa những nghiên cứu trước đó của nhà kinh tế học Hyman Minsky, nghiên cứu về bong bóng hoa tulip và một số bong bóng khác đã xảy ra trong quá khứ để phát thảo ra năm giai đoạn của một bong bóng. Năm giai đoạn đã được biết đến với cái tên mô hình Kinderberger Minsky. Theo mô hình này, bong bóng kinh tế diễn ra theo năm giai đoạn như sau: giai đoạn một chuyển đổi mà còn bắt đầu bằng sự xuất hiện của một hiện tượng mới thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, chẳng hạn như là một sự đột phá trong công nghệ hoặc là lãi suất thấp chưa từng có trong lịch sử. Các nhà đầu tư tham gia bởi vì họ cảm thấy là việc đầu tư có triển vọng mang lại lợi ích cho bản thân họ hoặc là xã hội, hay đôi khi là cả hai. Ví dụ như khi họ đầu tư vào một phát minh mới với hy vọng trong tương lai phát minh này sẽ góp phần vào sự tiến bộ kỹ thuật. Giai đoạn 2, bùng nổ. Đây là giai đoạn mà thông tin về hiện tượng này bắt đầu được lan truyền, giá tài sản bắt đầu tăng lên, thu hút sự chú ý của truyền thông, nỗi lo về việc bỏ lỡ cơ hội có 102 để vận động đầu cơ lên cao, ngày càng thu hút đông đảo người tham gia. Giai đoạn 3. Hưng phấn Trong giai đoạn này, giá tài sản tăng bọt khiến các nhà đầu tư bất chấp tất cả. Mọi người đều cho rằng họ có thể trở nên giàu có một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mọi nguy cơ rủi ro hoàn toàn bị bỏ qua. Giai đoạn hưng phấn khiến người ta nghĩ rằng khoảng thời gian tốt đẹp này sẽ tồn tại mãi mãi, hoặc ít nhất họ sẽ không phải là cái người kém may mắn phải hứng chịu sự rủi ro khi mà bất kỳ tình huống không được trước lực nào đó xảy ra. Giai đoạn 4. Khủng hoảng căng thẳng tài chính Sau hưng phấn, sẽ có một khoảng chững giá tài sản. Việc chững giá tài sản làm dấy lên nỗi lo ngại và nghi ngờ của các nhà đầu tư. Những người trong cuộc bắt đầu bán ra và việc mua trong hoảng loạn sẽ nhanh chóng trượt sạp bán trong hoảng loạn. Giai đoạn 5. Bóng bóng vỡ Giống như giá cả tăng vọt khi ở trạng thái hưng phấn, giá bắt đầu giảm quá mức khi tin xấu lan rộng và mọi người nghĩ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ tốt đẹp trở lại. Cũng nghiên cứu và tài liệu kinh tế học đấy à? Ừ, tại nó nhiều vấn đề ấy, nên là tôi nghĩ mình nên tham khảo ý kiến từ chuyên gia. Thực ra thì nếu như mà mình chỉ nói theo lý thuyết như thế, thì mọi thứ thì có vẻ đơn giản. Nhưng mà thực sự thì mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Lý do chính khiến mọi người có một nỗi sợ hãi ám ảnh như vậy đối với mong mong kinh tế, đó là họ không biết rằng nó có đang thực sự diễn ra hay không để dễ hiểu hơn thì chắc là mình nên bắt đầu từ định nghĩa bong bóng kinh tế. Theo cậu ý như thế nào là bong bóng kinh tế? Theo như tôi hiểu thì bong bóng là giá của một loại hàng hóa nào đó tăng đột biến rồi sau đó tụt trầm trọng. Ừ đúng rồi thường thì mọi người hay hiểu như thế. Khác nhau về cách diễn giải thôi. Đây cũng là định nghĩa của nhà lịch sử kinh tế học Kindleberger. Theo Kindleberger một bong bóng là một mô hình thay đổi giá hoặc là dòng tiền một cách không bình vững. Và sau chuyển động tăng giá này thì bong bóng sẽ luôn vỡ. Thế nhưng mà định nghĩa này của ông cũng chưa được coi là thật sự hoàn chỉnh bởi vì cũng vẫn còn vào những tranh cãi về việc như thế nào là chuyển động dòng tiền một cách bền vững hay là không bền vững. Sau này thì Peter Garber có bổ sung thêm một định nghĩa đầy đủ hơn về bong bóng. Đó là một biến động giá không thể giải thích được dựa trên các nguyên tắc cơ bản. Và các nguyên tắc cơ bản ở đây là một tập hợp các biến được cho là sẽ quyết định giá tài sản. Nguyên tắc cơ bản à? Tôi chưa hiểu lắm. Giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ như thế này. Nhập vai cậu là một nhà đầu tư đang muốn đầu tư một doanh nghiệp cậu đầu tư bằng cách mua cổ phiếu và khi đó thì các thông tin như là lợi nhuận, doanh thu, tài sản, nợ phải trả và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp được coi là các nguyên tắc cơ bản. Những thông tin này sẽ quyết định giá cổ phiếu là cao hay thấp. Chúng ta cần nghiên cứu và cân nhắc những thông tin này trước khi đầu tư vào doanh nghiệp. Cách thức nghiên cứu này được các nhà đầu tư gọi là nghiên cứu cơ bản. Vậy là chúng ta có một bộ nguyên tắc định giá tài sản và mong bóng xảy ra khi giá của một loại tài sản biến động trái với các nguyên tắc cơ bản này phải không? Ừ, khi chúng ta làm nghiên cứu cơ bản ở một công ty mà giá cổ phiếu của công ty này cao bất thường, nói cách khác là tăng trưởng trái với các nguyên tắc cơ bản của công ty không hợp lý với những thông tin thu được về lợi nhuận hay là tiềm năng phát triển, thì chúng ta nên cẩn thận đó là bong bóng. Quay lại với định nghĩa bong bóng thì thật ra bản thân định nghĩa bong bóng của Peter Garber cũng chưa đủ sức thuyết phục đối với các nhà kinh tế học. Nếu chúng ta hiểu bong bóng là một biến động giá không thể giải thích được dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường, thì thực chất chúng ta cũng không thể biết được liệu giá của tài sản có thực sự không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản hay không hay là do mô hình định giá mà chúng ta đã phát triển và sử dụng tới thời điểm hiện tại chưa thực sự hoàn chỉnh. Chúng ta cần phải biết rằng mô hình định giá mà chúng ta sử dụng để định giá và đo lường giá trị của tài sản cũng chỉ được phát triển lên hoàn toàn từ lý thuyết kinh tế. Và như cậu thấy ở ví dụ về nguyên tắc cơ bản của một công ty mà tớ vừa mới đưa ra, các biến tạo thành các nguyên tắc cơ bản thường mang tính phụ thuộc lớn vào thị trường và cũng không cố định. Giá trị mang tính trừu tượng và chúng ta cũng đang đo lường giá trị tài sản bằng một hệ thống đo lường cũng trừu tượng mốt. Và nên là chúng ta thực sự không thể biết được trong hai thứ này cái nào đang có vấn đề. Thậm chí có khi cả hai cái đều không ổn đấy chứ. Vấn đề xuất phát từ cách con người nhìn nhận giá trị của một thứ gì đó. Và câu hỏi ở đây là như thế nào là có giá trị và điều gì khiến cho một lượng tài sản có giá trị cao hay thấp? Ồ, vấn đề nằm ở chỗ giá trị của một thứ gì đó phụ thuộc vào quyết định của con người thì không? Một thứ trở nên có giá trị khi người ta tin rằng nó có giá trị. Ồ đúng rồi, càng nhiều người tin thì quan điểm này sẽ càng được củng cố. Chúng ta cũng có thể giải thích qua nguyên lý cung cầu cơ bản của thị trường. Cầu tăng thì giá cả sẽ tăng theo, giá cả tăng lên sẽ lại cảm khuyến khích niềm tin rằng vật phẩm này có giá trị. Trong trường hợp bóng bóng hoa tulip cũng vậy. Khi mà tất cả mọi người đều tin rằng củ hoa tulip có giá trị hơn một căn nhà, thì việc bán nhà mua hoa là điều bình thường. Mọi người không thể biết được rằng bong bóng kinh tế có đang xảy ra hay không. Chỉ khi bong bóng đã vỡ, người ta mới khẳng định được rằng đó là hiện tượng bong bóng. Nếu như việc hoa tulip sụt giá không hề xảy ra, giá hoa tulip giữ nguyên cho tới ngày nay thì chúng ta ở thời điểm hiện tại không có bong bóng hoa tulip để thảo luận đâu. Sau khi bong bóng nổ và giá tài sản tụt thảm hại, mọi người mới thấy rằng mức giá ở đỉnh kia là cực kỳ vô lý. Chứ trong lúc bong bóng đang diễn ra, mọi người lại cảm thấy rằng mức giá cao này là hoàn toàn hợp lý. Bài toán về giá trị này là thứ khiến cho mọi nỗ lực định nghĩa bong bóng mang tính lý thuyết, tức là định nghĩa bong bóng dựa trên sự lệch khỏi cơ chế thông thường của định giá để mang lỗ hổng. Muốn hoàn thiện được định nghĩa về bong bóng kinh tế, chúng ta phải giải quyết được vấn đề về giá trị mà giá trị rất khó để xác định được. Theo tớ thì chúng ta có thể phần nào định giá qua giá trị sử dụng của một tài sản. Ví dụ như một tuyết thì mình không thực sự cần nó và nó chỉ là một vật trang trí thôi. Nên chúng ta không nên trả số tiền bằng cả một căn nhà và bỏ việc để đi trồng hoa. Nhưng mà phương pháp này chỉ áp dụng được với một số thứ đơn giản và hữu hình như một tuyết thôi. Còn nếu như chúng ta nhìn theo giá trị trao đổi, muốn kiếm lời từ việc mua vào và bán lại cho người khác thì mọi thứ cũng loại hơn rất nhiều. Đó là còn chưa kể đến những thứ lớn hơn và khó định giá hơn như là đất bất động sản, cổ phiếu, tiền ảo hoặc là NFT. ý cậu là chúng ta nên nhìn nhận mọi thứ theo giá trị sử dụng thôi phải không? chứ không nên bị cuốn theo giá trị trao đổi của một loại hàng hóa. tôi thấy đây là một cách tốt, bởi vì giá cả và giá trị không phải lúc nào cũng tương xứng với nhau. giá cả có thể vượt xa giá trị thực và việc này có thể dẫn tới bong bóng, hoặc là các hiện tượng mang đặc điểm của bong bóng kinh tế mà có lẽ chúng ta đang tham gia vào mà không hề hay biết. không cần phải là nhà đất hay là chứng khoán trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có rất là nhiều những món hàng những sản phẩm mang giá thị trường cao hơn rất nhiều so với giá trị sử dụng các sản phẩm như siêu xe đầm hồ sang trọng được sách hiệu hay các món đồ chơi đắt đỏ như đồ chơi công nghệ mới đồ chơi điện tử cũng có thể trở thành vùng bóng kinh tế nhỏ giá của các sản phẩm này thường cao tạo ra được sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng tuy nhiên thì giá của chúng có thể không được hỗ trợ bởi giá trị thực sự mà chỉ dựa trên sự thịnh hành hoặc là xu hướng tạm thời dẫn đến việc giảm giá đột ngột sau đó và mua về sau một thời gian có lẽ chúng ta cũng sẽ tự nhận ra được rằng chúng ta đã lãng phí một khoản tiền. Chúng ta cũng nên đặt câu hỏi, liệu chúng ta có thực sự cần món đồ mình đang đi mua và chất lượng của chúng có thực sự xứng đáng với giá tiền mà chúng ta bỏ ra hay không? Hay chúng ta đang mua cho trào lưu, mua vì người khác cũng đang mua? Nhưng mà tôi nghĩ chắc là phương pháp cân nhắc theo giá trị sử dụng này không thích hợp lắm với những người có máu kinh doanh đâu ấy. Nếu mà là kinh doanh hay là đầu cơ thì người ta lại chú trọng vào giá trị trao đổi cơ. Vì đây mới là thứ mang lại nội nhận. Để tóm tắt lại phần này thì chúng ta có những ý chính như sau. Đầu tiên là bong bóng có năm giai đoạn phát triển, đó là chuyển đổi, bùng nổ, phương phấn, khủng hoảng và bong bóng vỡ. Thứ hai là do bài toán về giá trị, chúng ta không thể thực sự xác định được giá trị của một thứ gì đó, nên là mọi nỗ lực định nghĩa bong bóng dựa trên sự lệch khỏi cơ chế thông thường của định giá đều mang lỗ hổng. Và đến cuối cùng chúng ta chỉ có thể quay về về cách hiểu nôm na mang tính mô tả bề mặt. Bong bóng là khi giá cả của một loại hàng hóa nào đó tăng nhanh, rồi sau đó sụt mạnh. Và cuối cùng là giá trị của tài sản bao gồm giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Nếu như chúng ta không có ý định tham gia vào bong bóng kinh tế thì chúng ta nên nhìn nhận tài sản theo giá trị sử dụng và chỉ nên bỏ ra số tiền phù hợp với giá trị sử dụng của món hàng mà chúng ta muốn mua thôi. Cách này cũng sẽ giúp chúng ta tránh bị cuốn theo chủ nghĩa tiêu dùng. Mà tôi thấy là để tránh được chủ nghĩa tiêu dùng thì cũng khó đấy. Vì tiêu dùng hàng xa xỉ có vẻ như đang trở thành xu thế. Tôi có một thắc mắc. Đấy là tất cả những điều này xuất phát từ đâu? nguyên nhân của bong bóng tài sản ấy, cái gì là nhân tố quyết định khiến cho một tài sản có thể trở thành bong bóng? Mọi người cứ thế đột nhiên mua vào bán ra như vậy và một sản phẩm nào đó cứ thế tự nhiên trở thành mặt hàng hot trên thị trường à? Nếu mà hỏi về nguyên nhân của bong bóng tài sản, theo như tôi tìm hiểu được thì có hai nguyên nhân chính, nguyên con người và nguyên nhân đến từ mặt quản lý của nhà nước. Về nguyên nhân đến từ con người, đầu tiên chúng ta có một thứ gọi là lý thuyết cảnh ngốc hơn thường thì đa số mọi người sẽ chọn xác định giá trị của hàng hóa bằng giá trị trao đổi và đầu tư khi họ thấy có cơ hội thu được lợi nhuận họ chọn đầu tư vào một loại tài sản vì biết chắc rằng giá trị thị trường là cao hơn giá trị sử dụng của tài sản rất nhiều và trong tương lai chắc chắn nó sẽ số giá Bất niềm hy vọng rằng ai đó sẽ mua lại từ họ với giá thậm chí còn cao hơn lí thiết cái ngốc hơn nghiên mỉa mai đây chúng ta có thể giải thích lý thuyết cái ngốc hơn qua hiện tượng lừa đảo tiền ảo gần đây mặc dù bản thân tôi biết rõ rồi, tiền ảo lừa đảo thì không hề có giá trị nhưng mà tớ vẫn mua đi tớ nghĩ rằng một ông a nào đó tin rằng nó rất đáng giá và sẵn sàng mua lại về giá cao hơn trong trường hợp này thì tớ là một cái ngốc tớ hy vọng ông a là một cái còn ngốc hơn tớ và sẽ mua lại tài sản này từ tớ tiếp đó sẽ có một ông b ngốc hơn cả ông a và tiếp tục mua lại tài sản này cứ thế cho tới khi có một cái ngốc nhất xuất hiện giá của tài sản khi đó đã quá cao không ai tiếp tục mua lại tài sản này nữa và khi đó một mầm vỡ lý thuyết cái ngốc hơn cũng có liên quan mật thiết tới hoạt động đủ câu. Điểm khác biệt ở đây là có thể hoạt động đầu cơ mang tính chiến lược hơn, bao gồm sự tính toán phân tích xu hướng thị trường, nghiên cứu các báo cáo kinh tế, chứ không chỉ đơn thuần là dựa vào niềm tin rằng sẽ có người mua lại của mình Hình lý thuyết kỳ ngốc hơn. Nhưng mà điểm chung là cả hai đều mong muốn kiếm lời ngắn hạn từ việc mua vào và bán ra và cả hai đều thúc đẩy quá trình hình thành của bong bóng. Lý thuyết cánh ngốc hơn là cơ chế của bong bóng. Thế nhưng mà để bong bóng xảy ra, chúng ta cũng cần một thứ gì đó mới. Ví dụ như là một tiến bộ trong công nghệ, Internet hay là NFT chẳng hạn tại sao chúng ta lại cần một thứ mới hay là một tiến bộ về công nghệ vậy bởi vì đó là thứ sẽ khiến cho mọi người hào hứng những tiến bộ công nghệ hay là sự đổi mới nào đó đều có tác động rất lớn về mặt xã hội khi báo đài đưa tin và mọi người tin rằng thứ mới mẻ này có tiềm năng thay đổi thế giới mọi người sẽ sẵn sàng đầu tư khi họ có dư giả tài chính một ví dụ điển hình là nft hiện tại nft đang được mọi người đặt kỳ vọng là thứ sẽ thay đổi thế giới các viễn cảnh tươi sáng về nft liên tục được vẽ ra thế nhưng cũng không ít người đặt ra nghi vấn rằng NFT có thật sự mang lại tiềm năng thay đổi nền tảng công nghệ số hay chỉ đơn thuần là một bong bóng công nghệ. Khi nãy chúng ta đã nhắc tới lý thuyết kẻ ngốc hơn. Mọi người sẽ đặt niềm tin vào những tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới mẻ bởi vì những người khác có vẻ cũng tin vào nó. Mọi người nhìn thấy cơ hội kiếm tiền trước mắt, cơ hội của việc kiếm lời khi một kẻ ngốc hơn xuất hiện. Và khi người ta thấy những người xung quanh mình trở nên giàu có một cách dễ dàng, người ta cũng muốn bản thân mình được giàu có y như vậy đây chính là cách mà lý thuyết kẻ ngốc hơn và hội chứng sợ bỏ lỡ điều khiển mọi người và có phần tạo ra bóng bóng tài sản. nhưng mà cá nhân tôi nghĩ thì cũng có thể có nguyên nhân khác mà lý thuyết kẻ ngốc hơn và hội chứng đám đông chứ. chẳng hạn như có những người thật sự thấy được tiềm năng của một thứ gì đó và muốn đầu tư vào nó ấy. bóng bóng cũng được nghiên cứu theo hướng là nhìn lại các sự kiện trong quá khứ nên tôi cảm thấy nếu chỉ giải thích theo hướng là tâm lý đám đông hay là lý thuyết kẻ ngốc hơn thì vẫn còn hơi thiếu sót vì rõ ràng là nếu đầu tư thành công và giá của tài sản này không bị tụt đi thì không được tính là bóng. Giả như NFT thật sự thay đổi thế giới và giá trị của nó không bị sụt đi chẳng hạn, mọi người tin vào mình nhìn thấy tiềm năng, chứ không phải bị người khác ảnh hưởng tâm lý. Ồ, ừ, tôi thấy cũng hợp lý nếu như bọn mình nhìn từ góc độ như vậy. Nếu mà quay về quá khứ thì cũng có rất nhiều những nhà đầu tư bị gọi là ngu ngốc, bị bỏ tiền ra trong một sáng chế mà mọi người coi là ngớ ngẩn. Thế nhưng mà sau này nó lại trở thành những thứ thay đổi thế giới. Chúng ta có thể lấy máy bay của anh em nhà Wright làm ví dụ. Lúc ra đời vào năm 1903, máy bay gặp rất là nhiều chỉ trích và thậm chí còn bị gọi là món đồ chơi khoa học bởi một vị tướng người Pháp. Thế nhưng trong chiến tranh thế giới thứ hai, máy bay lại trở thành thứ vũ khí lợi hại cho quân đội. Và tới ngày nay, máy bay đã trở thành phương tiện đi lại vận chuyển không thể thiếu. Ngoài nguyên nhân con người, chúng ta còn phải kể đến nguyên nhân về mặt nhà nước nữa. Bong bóng chỉ xảy ra khi tiền kiếm được quá dễ dàng và có một lượng tiền dư thừa trên thị trường kinh tế. Bong bóng hầu như không xảy ra khi tín trung bị thắt chặt chúng ta có thể quay về với bong bóng hoa tulip. Bong bóng hoa tulip xảy ra khi Hà Lan đang ở thời kỳ hoàng kim và giàu có nhất. Thời điểm đến năm 1630, Hà Lan bước vào kỷ nguyên vàng của giao thương hàng hải và trở thành một trung tâm trao đổi hàng hóa khổng lồ. Tiếp đó là bong bóng tài sản Nhật năm 1985, 1990 xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản vươn dậy sau chiến tranh thế giới thứ hai nhờ xuất khẩu. Trước áp lực của Mỹ, chính phủ Nhật phải tăng giá đồng yên vào năm 86 87 để hạn chế người dân Mỹ mua hàng nhập từ Nhật giá đồng yên tăng quá dự định khiến cho chính phủ Nhật áp dụng chính sách lãi suất thấp 2,5% và duy trì trong một thời gian dài để tránh xuất khẩu sụt giảm do suy thoái kinh tế và kích thích mua sắm. Thế nhưng mà với mức lãi suất quá thấp này, dân chúng đủ đi vay và đầu tư vào bất động sản và thị trường tài chính thay vì làm theo những dự định của chính phủ Nhật. Và vì thế, bong bóng bất động sản hình thành. Bong bóng nhà đất Mỹ vào năm 2007 cũng xảy ra theo cách tương tự khi chính sách lãi suất thấp 1% được áp dụng và duy trì trong thời gian dài để kích thích kinh tế sau so khủng hoảng dot com Đúng vậy, chúng ta có thể thấy rằng bong bóng tài sản thường xảy ra khi trên thị trường có một lượng tiền dư lớn hoặc chính phủ với một tăng trưởng kinh tế đưa ra những chính sách tăng cung tiền tệ hoặc nới lỏng tín dụng, ví dụ như là lãi suất thấp duy trì trong thời gian dài, các thủ tục cấp tín dụng được đơn giản hóa, quá trình thẩm định, giám sát của các định chế cho vay cũng lỏng lẻo. Chúng ta có thể thấy vai trò điều tiết của nhà nước là rất quan trọng bởi vì các chính sách của chính quyền cũng là nguyên nhân dẫn tới bong bóng kinh tế. đưa vào hoàn cảnh ở Việt Nam thì tôi nhớ rằng chúng ta cũng có một trường hợp tương tự như là bông hoa tulip đó là lan đột biến một giò lan đột biến từng có giá tiền tỷ thế nhưng đến thời điểm hiện tại tôi thấy có những nơi chỉ bán với giá vài trăm nghìn ngoài lan đột biến bây giờ chúng ta cũng đang có cả giấy đột biến nữa cô và ở Việt Nam cũng có những cơn sút về đất đai chứng khoán hay ngoại tệ những loại tài sản rất dễ trở thành phương tiện đầu cơ những đợt xúc này có các điểm tương đồng với các bong bóng tài sản lớn trên thế giới. Nhưng tất nhiên quy mô và phạm vi ảnh hưởng của các đợt nổ vỡ bong bóng tài sản ở Việt Nam thì nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đang phát triển và chưa sự điều tiết chặt chẽ của chính phủ. Bên cạnh đó, thì trong những đợt xúc đất đai chứng khoán nói trên, chính phủ Việt Nam cũng đã có những động thái phản ứng kịp thời để can thiệp và ngăn chặn tình trạng đầu cơ dẫn tới bong bóng. Tôi nghĩ là trong tương lai mọi thứ sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Bởi vì cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế tự chủ tài chính sẽ trở thành một điều tất yếu và việc điều tiết thị trường kinh tế sẽ ngày càng khó khăn hơn. Việc hình thành mong muốn tài sản cũng sẽ trở nên phức tạp hơn và nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền. Gánh nặng sẽ càng đè thêm lên đôi vai của các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia kinh tế. Để tránh được những ảnh hưởng tiêu cực của bong bóng, thì kết luận ở đây là chính phủ cần phải có sự theo dõi nghiêm ngặt và phản ứng kịp thời với các tín hiệu bất thường trên thị trường. Các chính sách kinh tế và điều tiết thị trường hợp lý cũng vô cùng cần thiết. Đúng vậy, và các nhà đầu tư cũng phải tỉnh táo hơn về các dấu hiệu của mong bóng nữa. Các nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ về thị trường, có cho bản thân những chiến lược rõ ràng, tránh đầu tư theo số đông và nên cân nhắc mức độ đáng tin cậy của những câu chuyện mà họ dựa vào để đưa ra quyết định đầu tư. Qua podcast này, mong rằng các bạn đã hiểu hơn về bong bóng kinh tế. Từ đó, các bạn có thể rút ra được bài học cho bản thân về việc cẩn trọng khi đầu tư. Bởi vì nếu không cẩn thận, tài sản bạn đầu tư có thể chỉ là mông bóng và có nguy cơ sẽ vỡ bất kỳ lúc nào. Kể cả đối với những người không có ý định đầu tư, chúng ta cũng nên cân nhắc về giá trị sử dụng của món đồ mình định mua, tránh chạy theo giá trị trao đổi và bị điều khiển bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.